Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Thoa ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng may giống và may ghép nha cả nhà. Thì hôm nay vẫn là siêu bông mình loại nè cả nhà. Rồi nhị ngọc toàn lá xanh nè cả nhà. Rồi dảo như ý nữa. Với dảo thủ đức và dảo su nụ hàng mình chơi Tết nha cả nhà. Đặc biệt là nhà vườn của mình này, cái đế rất là đẹp nè cả nhà, đế hình con rắn nè. Năm tới thì năm con rắn mình có thể mình chơi Tết rất là đẹp hết cả nhà. Rồi đây có mấy cái dạng cuốn rễ này nữa nè cả nhà. Hôm nay là có may giống may ghép, cả nhà mình có thể lấy bô hoặc là mình chơi Tết nha. Rất mong cả nhà mình tham khảo và ủng hộ cho chị Thoa nha. Dạ em chào chị. Em chào anh ha. Dạ. Anh Trọng Lê ha. Xin chào mọi người đến với kênh của Trọng Lê ha. Dạ. Hôm nay em có một số mặt hàng giới thiệu với chú anh chị mình ha. Dạ. Đầu tiên là combo nhiều dở ba giống ha. Dạ. Thọ hương. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương với dảo Bến Tre và Đại Lộc. Dạ, dở Bến Tre với Đại Lộc, hàng này là hàng đã đôn một lần rồi hả chị? Dạ, chị đôn, dạ đôn một lần rồi, dạ, đôn đế một đẹp lần cho rồi. Mình luôn nè ha. Ôi cái đế nè cả nhà, hàng nhỏ nhỏ nhưng mà cái đế rất là quái nè cả nhà, đế hình con rắn nè ha. Rồi đế bính nè cả nhà, rồi còn dạng đế gì nữa chị? Đế, đế rắn với đế bính. Đế rắn với đế bính không à? Dạ, đúng. Còn cái góc bên đây chắc em lấy coi chừng cái bút bi được không chị Thoa? À, cái bút bi đó lên á. Dạ. Rồi góc vậy thì mình giao lưu với giá là nhiêu chị? 10 cây như thế này là 300, 10 cây 300 ngàn tặng 1 cây ha. 10 cây 300 ngàn tức là 300 ngàn 11 cây bao ship. Đúng rồi, 300 ngàn 11 cây bao ship cho mình luôn. Dạ, mình có hai dạng đế nè cả nhà, đế hình con rắn nè ha. Rồi con rắn nè cả nhà với lại đế bính nè cả nhà. Đó, hồi nãy chị nói là thọ hương nè. Với dảo Bến Tre và Đại Lộc. Ba giống mai nha cả nhà, dạ, lộn xộn trong đây. Rồi 11 cây như vậy là 300 ngàn nhà vườn mình bao ship nha cả nhà. Dạ, 11 cây là tặng cây bất kỳ ha. Dạ. Rồi, mà tặng cũng hàng đẹp chứ không phải là mình lấy hàng cặn mình tặng nha. Dạ. Tặng cũng tặng hàng như vậy luôn chứ. Dạ, giống như hàng mình bán hả chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo mình tới gì nữa đây chị ơi? Thì đây quay sơ sơ cho cô chú chị mình xem, khi lựa hàng em gửi là sẽ lựa cây như thế này ha. À, tức là mình gom mỗi combo vậy là 11 cây là 300 ngàn. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, cái này thì để hàng làm hàng mẫu cho mình xem á chứ tại vì số lượng mình có hạn. Dạ. Rồi đây cả nhà, đế hình rắn với lại đế hình bính nha cả nhà, đế rắn như là đế bính. Đây cả nhà ơi, quấn rất là đẹp, nó hang nhỏ nhỏ nhưng mà cái đế rất là đẹp nè cả nhà. Hình con rắn nè, năm tới năm con rắn thì mình có thể mình chưng mình chơi ha. Hàng này là hàng đôn hết trơn rồi nha cả nhà. Mình được mấy combo vậy được chị? À, số lượng này nhiều lắm tại vì mình chỉ làm combo cho mình xem là hàng mẫu á. Dạ. Và khi nào mà cô chú anh chị mình ưng ý á, thì em sẽ lựa hình kết bạn bên Zalo á rồi em sẽ gửi hình mình xem ha. Dạ, số điện thoại nhà vườn góc bên trái màn hình bên đây, số điện thoại cái Zalo có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha cả nhà. Đây để em quay cho cái nhà mình tham khảo một vài cái gốc nữa. Nói chung là có rắn gì lại có bính nha cả nhà. Là nếu vậy là chạy nhầm không tới 30 ngàn một cây nữa cả nhà. Tại vì 10 cây nhà vườn mình tặng anh quay một vô mà. Cái số mình chưa lựa trong đây nè. Rễ đẹp đẹp không mà về mình trồng ha, mình chơi là quá đẹp luôn. Wow. Bên đây cũng có rắn với lại mình có hình như có bí ha. Cái gốc này có bí. Dạ lộn xộn. Dạ lộn xộn. Rắn thì nhiều. Dạ, nhưng mà đừng cái là cái đế rất là đẹp ha cả nhà. Quá thì đẹp luôn, hàng này là hàng mình chưa lựa nhưng mà cái đế này nha, đế là nói chung là đế cây nào cái nấy, bao đế từng cây luôn cả nhà. Giờ em tới hàng đế siêu bông mình lợi đế thường ha. Dạ. Dạ 6 cây là 300 ngàn bao phí vận chuyển cho mình luôn. 6 cây 300 ngàn vậy chạy nhầm là 50 ngàn một cây đó nha. Đế kiểu như là đế mình quấn kiểu quấn quái hả chị? Dạ đúng rồi, đế quấn lộn xộn hết trơn. Dạ. Rồi đây cả nhà cũng có đế chứ không phải là gốc suông không nha. Dạ, tất cả đều có đế, mấy cây này đế nằm sâu dưới để em quay mấy cái gốc mà nó lồi lên như vậy nha cả nhà. Thì mấy cây chị? 5 cây chị? 6 cây. 6 cây. 6 cây. 6 cây 300 ngàn. 300 ngàn bao phí vận chuyển. Dạ, 6 cây như vậy là nhà vườn đã bao ship siêu bông mình lợi nha cả nhà. Đây, cái chiều dài của cái bo để em đo thử cho cả nhà mình tham khảo khoảng chừng 20, khoảng chừng 1 gang tay cả nhà. 20 trở lên ha, em đo cái chọc kép nha. Em không có đo từ dưới mặt phân lên nha cả nhà. Rồi 50 ngàn một cây nha, 6 cây nhà vườn mình bao ship là 300 ngàn nha. Rồi tiếp theo mình tới chung luôn phải không chị? Dạ này chung luôn. Dạ. Rồi xoay lướt lướt cho xem cái mình tới cái hàng đế đẹp. Dạ, nhà vườn mình đã lựa ra một vài combo cho để em quay cho cái nhà mình dễ tham khảo nè cả nhà. Mấy góc bên đây nữa nè nha. Đó. Cứ cộng về là 6 cây thì nhà vườn sẽ bao ship cho cái nhà. Còn nếu mà mình mua lẻ thì được không chị? À, mua lẻ cũng vẫn được nhưng mà mình không bao ship ha. Dạ, cái tiền ship khoảng chừng bao nhiêu chị Thoa? Tiền ship là khoảng chừng 30 ngàn một đơn. Dạ, có gì cả nhà mình ghép đơn lại với nhau. Nói chung là cái đơn hàng từ bao nhiêu tiền thì mình gửi chị thôi. 250 tới lên, 250 tới lên là bao phí vận chuyển ha. Dạ. Còn đơn hàng từ bao nhiêu tiền mình gửi chị? Đơn hàng 100.000 tới lên là mình gửi. 100.000 gửi thì cả nhà phụ thêm tiền ship cho với nhà vườn hay nhà, còn đơn hàng từ 250 tới lên nhà vườn mình bao ship nha. Tới hàng đế siêu bông mình lợi đế đẹp ha. Rồi. 5 cây là giá là 350.000 cho mình luôn ha. 5 cây là 350. Dạ đúng rồi. Còn cái lô hồi nãy là 6 cây là 300. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái hàng này thì đế nó đẹp hơn nha cả nhà. Hàng này là hàng tuyển rồi nè. Đó. Hoành bên đây chắc em lấy có chừng từ ngón út trở lên đi hả chị? Dạ đúng rồi, ngón út trở lên. Tay út. Dạ. Bình lợi bên đây cái chiều dài của cái bo em lấy khoảng chừng, nói chung là có những cây thì nó thấp khoảng chừng 15 thì cái tán nó nhiều, cái tán nó tròn hả chị Thoa? Dạ đúng rồi. Dạ.
Còn những cây nó cao hơn thì khoảng chừng ngoài găng tay của em hắn cái nhà. Đế bên đây thì loại đế gì chị? Đế bí nè. Đế bí nè cái nhà. Đế bí đế bệ nhiều ha. Đế bí với lại đế bệ, đế bính đế bệ nè cái nhà. Đó. À, thì như vậy là 5 cây như vậy là 350. 350 em bao phải vận chuyển luôn. Dạ rồi, mấy cái này là chung phải không chị? Dạ chung dạ. Đúng mà. Như là nhà vườn mình đã phân cụm một cái combo 5 cây như vậy hết cả nhà. Đó, đế bính nè cả nhà. Rồi đế bính nè hen, đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Đế lò xo cũng có nữa nè. Thì mỗi combo như vậy thì nhà vườn sẽ bao ship nha, để cả nhà mình tham khảo. Ê, tham khảo quay bên đây có đế rắn nữa nha. Có đế rắn nữa hả chị? Nữa nha. Dạ. Mình chơi cái hàng đế, rồi có đế rắn nữa nè cả nhà. Dạ đúng rồi. Hàng tuyển là có hơn. Cái này là chưa có lựa ra ha. Dạ. Chưa lựa ra cho mình nha nè. Số lượng nhiều lắm hả chị Thoa? Dạ số lượng khoảng chừng 500 cây à. 500 cây hả? Đây cả nhà ơi. Đó, có gì cả nhà liên hệ nhà vườn nha. Cái rễ kiểu như là mình quấn kiểu kiểu quái hả cả nhà. Đây cả nhà mình tham khảo thêm vài gốc cho em coi vài gốc nữa đi chị Thoa. Rồi đây cả nhà. Đó. Rất là đẹp ha cả nhà. Nó nhỏ nhỏ vậy cả nhà thấy vậy chứ mà nếu mà cả nhà mình về mình nuôi thêm nó rất là đẹp ha. Với lại cái nó nhỏ vậy nó cũng cân xứng với cái cây ha cả nhà chứ mà cái vậy thì cái cây nó bự quá nhìn nó đâu có đẹp ha cả nhà. Nó vừa với cái cây à. Hàng mình chơi bonsai mini nè ha. Lớn, dòng tua lớn. Dạ, đây cả nhà cái gốc nữa cả nhà, có chừng tay út của em ha. Đó từ cái bút bi cho tới có thể út đi ha chị Thoa. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi vậy là chạy nhầm là cái lô này là 5 cây là 350 nha cả nhà. Dạ 5 cây là 350. Dạ giá nhà vườn bao ship. Dạ. Rồi tới Nhị Ngọc Toàn ha. Nhị dạ. Ngọc Toàn cũng 5 cây 350 bao phí vận chuyển luôn nha mọi người. Dạ, vậy là cái đế cũng giống như cái lô dạ, nãy em mới quay ha. Giống như lô nãy luôn dạ. Nhưng mà Nhị Ngọc Toàn thì em còn ở hàng ít ha. Dạ. Rồi Nhị Ngọc Toàn lá xanh nha cả nhà. Dạ. Rồi cho em coi vài gốc nha. Rồi cái này thì cũng đồng giá. Cái này kiểu như là em lấy ví dụ như 3 cây Nhị Ngọc Toàn hay là 2 cây bình lợi đồng cái lô này thì mình cũng gửi là 350 đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Mình muốn lấy giống nào thì mình cứ liên hệ em sẽ đổi giống cho mình ha, chứ không bắt buộc là phải lấy hết một cụm vậy là bình Ngọc Toàn hết hoặc là bình lợi hết ha. Dạ. Mình muốn đổi mình lấy cái giống nào cũng vẫn được nha. Dạ, rồi đây cả nhà ơi, Nhị Ngọc Toàn ha, Nhị Ngọc Toàn lá xanh nè cả nhà. Ờ, bên đây chung luôn hay sao chị? Dạ chung luôn. Dạ chung luôn. Mình chưa lựa ra tại vì mình lựa cái cây xanh khỏe đặng mình gửi á. Dạ. Rồi lựa cái cây kiểu như là nó cũng mạnh khỏe rồi mình mới gửi nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì trong lô nó cũng có cây này kia ha, đây. Đó, mấy cây này là cái đế quan trọng là nhất là cái đế nha cả nhà. Còn mấy cái tược này thì đây tới Tết thì nó cũng sum xê hả cả nhà ơi. Đó, đây cả nhà mình tham khảo ha. 5 cây như vậy là giá là 350.000 nhà vườn mình bao ship nha. Chị Ngọc Toàn lá xanh cả nhà. Tới hàng giỏ như ý ha. Dạ. Em lấy cây mẫu cho mọi người mình tham khảo ha. Wow. Nè. Đế này là đế bí nè. Dạ. Đế là sò. Ờ bí này là bí hai tầng luôn à hả chị? Dạ đúng rồi. Bí hai lớp nè. Dạ bí hai lớp luôn nè cả nhà. Con này là lò xo nè. Cái lò xo em để con thầy út vô cho cả nhà mình dễ hình dung cái lò xo nè. Ở đây mình có mấy kiểu chị? Có lò xo với lại bí hả? Dạ lò xo với bí không à. Dạ. Cái gốc bên đây chắc em lấy chắc cũng 4 ngón tay đi hả chị? 4 ngón tay dạ. Nhưng mà mình lấy bỏ ngón tay cái nha. Dạ bỏ ngón tay cái ra. Rồi đây cả nhà ơi. Mấy cái lò xo này ghê gớm không? Rồi cái gốc phong này cũng bộn rồi cả nhà. Cái này là mình ghép giảo như ý cả nhà. Dạ. Bên đây thì cái chiều cao bo để em đo thử nha. Một nha. Có 40, 35 thôi. Dạ. Để 35, chiều cao 35 thôi. 35, 40 cả nhà. Bên đây thì mình giao lưu với giá là như vậy chị? Dạ, 150 một cây, 1 cặp 300. 150 một cây, 1 cặp 300 bao ship. Một cặp thì bao phí vận chuyển, còn một cây thì chịu phí ship giúp em nha. Dạ, rồi một cây thì 150.000 thì cộng thêm tiền ship nó khoảng chừng bao nhiêu chị? 30 ạ, một cây 100... cũng vẫn 30 luôn. Dạ, vậy là một cây như vậy là 180.000 nhà vườn bao ship. Còn một cặp là 300.000 nhà vườn mình bao ship. Dạ đúng rồi. Dạ, này giỡn như ý. Mình còn nhiều không chị? Số lượng mình còn nhiều không? Dạ, số lượng em còn khoảng 100 cây ạ. 100 cây, dạ. Đúng rồi. Có lò xo với lại bí 2 tầng nha, bí 2 lớp 2 tầng nè ha. Tới hàng giảo Thủ Đức ha, đế đẹp ha mọi người. Dạ, hàng này là hàng mình chơi Tết nha cả nhà. Dạ, hàng này rồi. Là hàng đã đôn rồi nè. Rồi, đế đẹp. Hàng này hàng chậu. Mình bó bầu mình gửi hơn chị Thoa? Dạ, bó bầu gửi chứ không gửi chậu này được. Dạ. Còn bên... mà khách nào có nhu cầu gửi chậu thì em cũng tìm cách gửi chậu cho mình. Nhưng mà dạ. Số lượng gửi chậu thì nó tới thì nó không có được bảo đảm không dạ. Hay. Có hơi rủi ro một xíu, sợ nó bể chậu thôi chứ không có gì hết cả nhà. Đế đẹp không? Dạ. Bên đây mình có Thủ Đức với lại siêu nụ hả chị? Dạ, Thủ Đức với siêu nụ. Dạ. Rồi cho em coi vài gốc nữa đi chị. Rồi em đo cái thông số cho cả nhà mình tham khảo ha. Bên đây mình có bí nè cả nhà với lại con rắn hồi nãy ha. Gốc thì có chừng ngón tay út đi cả nhà. Còn cái chiều cao chị thôi. Chiều cao là lấy 35 trở lên 35, 40 đi hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. 40, 35 tới 50 luôn á. Cũng tại dạ. Có cây cũng cao lắm ha. Rồi cho em coi vài gốc hỏi mấy con rắn này nhìn đẹp ghê chị thôi. Dạ đúng rồi, đây là quán hàng tuyển lựa vô chậu không hả? Hàng này là hàng mình trưng Tết nha cả nhà, hàng này là hàng tuyển ha. Nói chung là những cái hàng này thì bông nó chuẩn rồi cả nhà. Ừ. Đây cả nhà, đó.
Còn những cái hàng nhỏ nhỏ hồi nãy thì Tết mình vẫn có bông mình chơi, nhưng mà bông nó không có bằng những cây này nha cả nhà. Những cây này là hàng mình chơi Tết được rồi nè. Hàng này Tết là ba mùa. Dạ, cái cốt kép nè cả nhà. Cái cốt kép có chừng mấy gốc này có chừng tay út của em, còn gốc này có chừng tay danh của em luôn á. Tết này là ba mùa hả chị? Dạ đúng rồi, nó liền cốt hết rồi đó. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi, cái đế nè. Tết năm nay là năm con rắn nha cả nhà. Tết năm tới là năm tỵ ha cả nhà, năm con rắn thì mình trưng cái hàng con rắn này rất là đẹp luôn. Nói chung là nhà vườn mình cũng canh cái năm hết trơn, cái nhà năm rồi thì năm con rồng nè, thì nhà vườn cũng có mặt hàng con rồng lên clip giao lưu với cả nhà ha. Còn năm nay là năm con rắn ha, với lại bí. À, mình giao lưu với giá là như vậy chị Thông? Dạ, cái loại giỏ hữu đức là 170 cây ha. 170 một cây. Dạ, hai dạ. Cây em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ rồi, vậy một cây vậy là 200.000 bao ship. Dạ, một cây là 200.000 bao ship, còn dạ. Một cặp là 340 ha. Dạ rồi, rồi bây giờ mình tới bên đây là siêu nụ hả chị? Dạ siêu nụ. Dạ siêu nụ bên đây cả nhà, mấy bên đó là thủ đức ha. Nguyên cái lô thủ đức đó số lượng nhiều không chị Thông? Dạ thủ đức số lượng tới 1000 mấy đó. 1000 mấy. Còn nhiều. Giỏ siêu nụ số lượng khoảng 100 mấy. Dạ siêu nụ thì ít hơn, cho em coi về gốc đi chị. Dạ siêu nụ thì gốc như thế này ha. Dạ cái kích thước gốc thì nó cũng cỡ cỡ nhau hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Gốc thì nó đều nhau ha. Dạ. Nhưng đây cái đế nè. Cái đế nè. Cái dạ. Loại này thì 150.000 một cây ha. Dạ. Cặp em mới bao phí vận chuyển nha. Dạ 150 cả nhà. Còn thủ đức dạ. Nãy là 170 ha. Dạ đúng dạ. Rồi. Tại vì cái gãy bên đây mọi người để ý nè. Cái dòng tô nó như cái gì nó cũng nhỏ hơn giỏ thủ đức ha. Dạ. Cũng đẹp, nói chung là cũng đẹp nha cả nhà. Dạ nhưng mà nó nhỏ hơn xíu. Dạ nè. Nó nhỏ hơn thôi. Ừ. Nói chung là nó cũng đẹp. Cái này là giỏ siêu nụ nha cả nhà. Đây nè, để hình rắn. Để hình con rắn nè. Nói chung là nguyên cái lô này hình con rắn với lại bính. Bính đúng rồi. Dạ. Giỏ siêu nụ là con rắn với bính. Con rắn với bính. Còn bên giỏ thủ đức là con rắn là bí nè, với là so. Dạ, dạ. Là so ít. Dạ, đây cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Dạ rồi, tới cái hàng em vô chậu đẹp cho mọi người ha. Dạ. Đế rắn nè. Đế hình rắn nè cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi cái sữa hàng tàn, này. Sữa tàn tán toàn cho mình luôn nha. Dạ. Rồi cái hàng này là hàng tuyển của hàng tuyển luôn hả chị ha. Dạ đúng rồi, mình lựa cây đẹp là mình vô cái hàng này ha. Dạ, hàng này là hàng con cưng nhất cho chị. Nhất rồi. Nhất rồi phải không? Rồi. Cái này để cây cái gốc này nó cũng trọng, gốc này để em coi, gốc này chắc khoảng chừng bỏ ngón tay út ra hả chị? Bỏ ngón tay út ra ba ngón nhưng mà không được ngón tay cái nha. Dạ. Còn cái chiều cao chị Thông? Chiều cao là khoảng 40 trở lên ha. 40 trở lên. Dạ, được cái là cái tàn nó tròn do luôn. Ôi mình chỉnh sửa, nói chung là cái hàng con cưng mà cả nhà. Thì mình đã chỉnh sửa rất là hoàn chỉnh, hoàn thiện cái cây luôn, để hình con rắn nè. Cho em coi vài gốc nữa đi chị. Mình còn kiểu đế nào nữa không chị? Con này mình đế con rắn coi cái mẫu nè, nhiều dạ. Chậu ha. Dạ. Vậy cái này mình gửi luôn chậu này ha. Dạ ship luôn chậu ạ. Dạ. Rồi, gốc về thì mình giao lưu giá là nhiêu chị hả? Một cây là 250, còn một cặp là 450 bao phí vận chuyển ha. Một cây là... cũng vẫn bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, một cây là 250 bao ship, một cặp là 450 bao ship. Đúng rồi. Dạ, cả nhà mua nhiều nữa thì rẻ nữa. Dạ đúng dạ. Rồi. Bên đây mình số lượng mình có nhiều không chị? Dạ số lượng em có nhiều. Ừ, có nhiều không? Dạ nhu cầu chỉ cô chú anh chị thích kiểu nào em sẽ vô dạ. Chậu này cho mình ha. Dạ chụp rồi. Hình qua cho mình xem dạ, ha. Dạ. Vậy là mình có rắn với lại có bí hả chị? Rắn bí và bệ ha. Dạ rắn bí và bệ ở nhà. Đây cả nhà mình đang gạo cái gốc trong này nữa cả nhà. Đó rất là đẹp luôn ha. Ở hàng này là hàng con cưng nhất của nhà vườn nha. Cái này giỏ thu đức không anh chị? Dạ giỏ thu đức không. Dạ. Rồi một cây là 250 bao ship, một cặp là 450 bao ship nha cả dạ, nhà. Đúng rồi. Dạ có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em chị quay kỹ từng cây cho cả nhà mình tham khảo. Số điện thoại góc bên trái màn hình bên đây có Zalo nha cả nhà. Giờ tới gốc nhớt em nuôi này là 6 mùa ha. Em dạ. Rút tàn em ghép lại siêu bông mình lại ha. Rút tàn ghép siêu bông mình lại ha. Rồi rút cốt ghép siêu bông mình lại dạ, nha cả nhà. Cái gốc nhớt này chị nuôi là 6-7 mùa rồi hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái đế bí nè cả nhà. Cái đế này cái đế bí ha, cái đế bí không dạ, chị? Dạ đế bí. Bí mà nó không chưa có tròn không? Dạ, bí lỡ, đó. Bí lỡ ngày xưa hen. Dạ đúng rồi. Cái gốc này có chừng ngón tay cái của em luôn, bự hơn tay cái của em luôn nha. Cái này bằng ngón chân cái luôn á mà. Dạ, nguyên cái khúc này là thủ đức hồi xưa hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi mình rút cốt mình cắt ngang mình ghép lại siêu bông mình lại. Cái khúc này là thủ đức nè. Dạ. Chứ không phải là gốc dạ, thường hen. Dạ, nguyên khúc này là thủ đức giỏ thủ dạ, đức nè cả nhà. Còn cái cụm đế nè cả nhà, để em để cái tay vô cả nhà mình dễ hình dung ha. Cái gốc rất là bự luôn, quan trọng là cái đế ha cả nhà, còn cái tàn mình nuôi từ từ. Nhưng mà giỏ siêu bông mình lại thì nó cũng mau lớn lắm nha cả nhà. Như vậy thì mình giao luôn với giá là nhiêu chị Thơ? Dạ 900k bao phí vận chuyển ha. Một cây này là 900.000 bao ship. Gửi luôn cái chậu cho mình luôn nha. Dạ. Rồi hàng này là hàng xịn nha cả nhà, cho em coi về gốc nữa đi chị. Hàng này thì kiểu như là nó giá trị nhất là cái đế nha cả nhà, nguyên cái cũ này nè, nuôi rất là lâu luôn á. Hàng gốc nhớt hồi xưa là mình nuôi cái chừng ngón tay út mà cái nhà mình nuôi mình ghép giỏ thu đức mà bây giờ mình nuôi nó được bay lớn nghe nè đó. Rồi mình rút cái cốt khúc ghép chỗ này nè hả chị Thôi. Dạ đúng rồi, rút cốt lại mình chơi sửa dáng bonsai nè. Dạ. Chậu đẹp cho mình luôn ha. Wow. Rút bầu rút tàn luôn.
Dạ đồng giá luôn hay sao chị? Dạ đồng giá hết. Dạ. Vậy để cô chú anh chị mình á, anh quay sơ sơ cái cây ưng ý cây nào á, gửi hình qua em sẽ qua đo kích thước từng cây cái gửi qua bên Zalo cho mình ha. Dạ, nhiều cây lắm cả nhà ơi. Bên đây thì cái hàng này hàng cũng cưng rồi nha. Nói chung hàng này cũng cưng. Ôi ôi mấy cái gốc này cả nhà. Nói chung là ít có gốc nào mà giống gốc nào cái nhà nó cũng quái quái ha. Nó cũng chung cái kiểu quấn nhưng mà cái dáng cây nó cũng quái quái nè cả nhà. Nó nhà đồng giá là 900 ngàn một cây ha. Nhà vườn không bao xíu, có gì liên hệ nhà vườn giúp em. Có con mấy con rắn ở trong thì nó nhỏ hơn phải không chị? Quan dạ, trọng là mấy cái củ này ha. Quan trọng là mấy cái củ. Dạ, mấy cái củ này nè cả nhà, 900 ngàn bao xíp nha. Đã gấp siêu bông bình lợi hết trơn rồi nha cả nhà. Rồi cái hàng này là hàng gốc khoai ha. Dạ. Ghép nhị ngọc toàn và siêu bông bình lợi nha. Rồi. Cái này là nhị ngọc toàn nè. Dạ. Nè để đẹp cho mình luôn. Hàng phôi vườn nha cả nhà. Dạ, còn rồi. Hồi nãy là hàng gốc nhất. 350 bao phí vận chuyển nha. 350. Dạ đúng rồi. Dạ 350. Cái nhà thấy cái gốc này với gốc kia nó khác biệt một trời một vực không cả nhà? Cái này là gốc vườn nha, mình chưa có ghép lần nào, bây giờ mình mới ghép. Còn cái kia là cái hàng gốc nhất, mình ghép lâu năm rồi. Rồi mình cắt lại mình ghép siêu bông mình lại. Mình gốc tàn mình ghép lại mình chơi bonsai á. Dạ. Rồi, cái hàng này là cái dạng như kiểu như hình thú anh chị. Dạ đúng, cái này là dạng như nó lắc lượng nè. Dạ thân nó lắc nè. Thân lắc lượng cho mình luôn. Dạ. Nó có củ cho mình luôn nè nha. Dạ. Kiểu như có một cái củ này thôi. Luôn, dạ. Vậy mình có hai giống là siêu bông mình lợi với lại nhị ngọc toàn lá xanh. Dạ đúng rồi. Dạ, cái này là 350 hả chị? 350 bao phí vận chuyển. 350 một cây như vậy là nhà vườn mình bao ship nha cả nhà. Mình có hai giống này. Cây này quá trời bo luôn nè. Ôi ôi, có mấy cây này thì bo nó già mình có thể mình lấy bo được nè cả nhà. Ở cái nhà mình tham khảo nha, có gì liên hệ nhà vườn giúp em nha cả nhà. Tới cây cuối cùng này ha. Dạ. Cây cuối cùng này là cây dảo đa phúc nha. Dảo đa phúc. Dạ, dảo đa phúc. Dạ. Cái thân này cả nhà, cái thân lắc uống từ nhỏ luôn nè cả nhà, cái thân uống giống như cái lò xo đứng nè cả nhà. Cho em xin một vòng thử cây chị thôi. Cái này mình ghép dảo đa phúc. Dạ đúng rồi. Dạ, cái thông số bên đây làm sao chị? Bây giờ mình bây giờ đo vậy cô chú anh chị mình cứ ưng ý cây này em sẽ đo thông số. Dạ rồi. Gửi qua bên Zalo cho mình. Dạ rồi, bây giờ em để cái tay vô cho cái nhà mình dễ hình dung cái đi. Đó, như cái tay của em nè cả nhà. Cái thân này có chừng 3 ngón tay của em hết cả nhà. Đó, còn cái nguyên cái gốc nè để em quay cho cái nhà mình tham khảo một vòng ha. Chiều cao đây chắc ngoài 50 cả nhà. Dạ, chiều cao đây 50. Ngoài 50 nha. Dạ. Thì cái này cũng ghép già phải không chị? Dạ, cái này là 3 mùa nha. Dạ, để em quay cái chột cho cả nhà mình tham khảo cái chột bên đây nè cả nhà. Đây cả nhà, cái chột bên đây nè cả nhà. Đó, cái chột bên đây nè cả nhà. Có lẽ nó lớn lắm mà em cắt em tàn em lựa cái. Dạ. Tàn cho đẹp á. Dạ. Rồi gốc này chị định vô lưu giá là nhiêu chị thôi? Dạ 4 triệu bao phí vận chuyển luôn. Cây này là 4 triệu bao ship. Dạ đúng rồi. Rồi cái thân này cả nhà, cái thân này thân ăn tiền cái thân nè cả nhà. Quá trời có cái dòng này quá trời đẹp. Dạ. Mình uống như vậy nó mất sức cái cây lắm cả nhà, nó lâu lớn lắm cả nhà, nó kìm cái cây lại lâu lớn lắm ha. Nên gốc này hàng sưu tầm nha cả nhà, 4 triệu nhà vườn bao ship, một cây dảo đa phúc nha. Cuối clip em xin chào tất cả mọi người ha, xin dạ. Mọi người ủng hộ vườn của em nha. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ.